Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lên nhanh cho bác cái mã đó là dây led ngọc nhé. Đấy, led ngọc này nó là dạng hạt ngọc như này. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó sẽ có dòng 10m và dòng 20m nhé. Đấy, 10m nó sẽ là đi 80.000 và 20m là 120.000 nhé. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái led pháo hoa đây. Led pháo hoa thì giá của nó sẽ là 140.000 cho cái ba cái mẫu led như này. Đó, cái này thì em lên nhanh thôi tại vì em cũng có video giới thiệu các bác rồi. Đó, led ngọc, led pháo hoa. Đó, đây. Thì đây. Cái này là led ngọc các bác này. Đó, led ngọc đây. Nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này. Sợi hạt ngọc như này nhá. Ngâm nước thả xuống nước thoải mái luôn. Xe cộ đi lên không việc gì nhá. Còn đây là led pháo hoa các bác này. Đấy, led pháo hoa đây. Thì led pháo hoa thì sẽ gắn lên tường như này. Đó. Nói chung là rất là ok, ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng luôn. Đó, led pháo hoa thì cũng rất là nhiều kiểu nháy nhá. Đây, coi trông chưa. Đấy, lên nhanh cho các bác thôi. Đó, là các cái mẫu led nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm về cái đồ mạ đồng nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng. Đầu tiên nó sẽ là cái bình chè 4 lạng nhá. Hàng chất liệu bằng hợp kim mạ đồng, dày dẫn chắc chắn, đánh rơi đánh giếc thoải mái luôn. Con này là bình chè 4 lạng, giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá. 290.000 cho cái bình chè 4 lạng này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là một số các cái con gạt tàn này. Thì đầu tiên nó sẽ là một con voi nhá. Con voi 190.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em bao ship rồi. Các bác cứ xem quẹo lựa nhá. Mua đủ 200 bên em bao ship này. Con voi này, con voi 190.000 này. Tiếp theo là đến con trâu này. Con trâu rất là đẹp luôn này. Con trâu cũng 190.000. Con này thì vừa là đồ cổ này, vừa là các bác dùng để trang trí đồ giả cổ này, vừa để trưng bày này, vừa để làm gạt tàn rất là ok luôn này. Con trâu là 220 này. Tiếp theo đến con cóc này. Đấy, con cóc cũng là 190.000 luôn. Hàng này thì rơi thoải mái nhá, rơi thoải mái luôn. Đó, rơi thoải mái các bác yên tâm. Chất liệu của nó là hợp kim mạ đồng. Nó có vào khoảng là 20% đồng phủ bên ngoài. Bền màu nha các bác, em bảo hành cho các bác 10 năm luôn, bảo hành 10 năm, cam đoan bảo hành 10 năm màu vẫn giữ được màu như này. Đấy, trâu là 220 nhá, trâu nó to hơn nhiều này, trâu 220 này, cóc 190 này, voi 190 này. Đấy, và một cái sản phẩm đó là cái con đực tam nhá. Đấy, cái hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng này thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây, hộp tam đồng như này giá chỉ có cho các bác là đi 90 cành tròn thôi. Đấy, các bác bỏ tam ở đây cho em, bỏ tam ở đây ấn lên đẩy xuống này. Cái này thì vừa đẹp vừa xinh để bàn uống nước, bàn trà này, sạch sẽ đẹp, sang trọng lịch sự. Đấy, sang trọng lịch sự đẹp, ok, giá 90 cành nhá. Đấy là một số cái đồ đồng này. Tiếp theo là cái xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm đa năng. Các bác xịt trực tiếp lên các cái bề mặt cho em. Trước khi xịt thì mình lắc đều này, lắc thật đều tay lên cho em và xịt lên các bề mặt này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, các bác xịt lên các bề mặt cho em. Đó, lắc đều và xịt lên các bề mặt cho em nhé. Đó, thì con này sẽ giúp cho các bác là đây, nó sẽ có các cái thành phần là cao su non này. Đấy, cao su non như này. Đấy, nó sẽ chảy ra và thẩm thấu vào trong các cái đường nứt nhá, đường rãnh, đường nứt đấy, để giúp cho các bác là chống thấm rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt chống thấm 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Con này thì giá sẽ là 90 cành. Về nhà các bác lắp pin vào cho em là xong. Đấy, lắp pin vào bật lên là nó sẽ tự khuấy thôi. Đây, lắp pin vào bật lên nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường ở bên trong này. Đấy, giúp tự khuấy cho các bác rất là tốt luôn. Đây là cái nắp ở dưới đít nó nhá. Có hạt nam châm từ trường này. Các bác lắp hai viên pin vào đít này cho em. Đó, nó sẽ tự khuấy rất là tốt luôn. Đó, các bác bật này cho em này. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là cốc tự khuấy 90.000 nhá. Đó, tiếp theo là cái bàn chải điện này. Bàn chải điện con này thì giá sẽ là 50.000 thôi. Một bộ bao gồm cho các bác là một bàn chải này, một thân máy này và bốn đầu bàn chải luôn nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý luôn. Một thân máy như này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây, máy chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Một thân máy và bốn đầu bàn chải nhá. Đấy,
Một thân máy và bốn đầu bàn chải, giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Đây, đây là cái đầu bàn chải của nó này. Đấy, đầu bàn chải đây. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong. Đấy, lắp nó có lẫy này các bác lắp vào. Đấy, lắp vào. Dùng rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đó. Và có các chế độ này. Đấy, rất nhiều chế độ luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá, 50.000. Đó, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Mũ nồi thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đây, em sẽ lên hình độ đây. Đấy, đội vào rất là sang xịn mịn luôn, các bác thấy không? Đó. Màu nâu nhá, màu nâu. Lên form lên dáng rất là đẹp luôn nhá, màu nâu này. Đấy, màu đen này. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, da rất là mềm luôn, màu đen này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mũ như này, giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Rất đẹp luôn các bác nhá, rỡ luôn, rất đẹp luôn. Đó. 100 cành nhá, 100 cành cho cái mũ nồi này các bác nhá. Mũ nồi này 100.000, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp từ nhá, 500.000 một chiếc này, bếp từ. Hàng của Nhật thương hiệu Makita. Hàng này thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ chọn bộ một bếp và một nồi nhá. Hàng này thì hàng công ty. Hàng công ty rất là dày dẫn chắc chắn nha. Riêng hàng này thì bảo hành cho các bác luôn. Các bác yên tâm sử dụng này. Đấy. Những cái nồi này của nó rất là dày dẫn nhá, chứ không như cái hàng hàng Philips kia thì nó rất là mỏng. Riêng hàng này thì cái nồi của nó cũng khá là dày dẫn luôn này. Nắp những cái thứ ngon lành này. Đó. Một nồi như này nhá. Đấy, có tặng kèm một nồi này và một bếp như này. Hàng của thương hiệu Matica, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đấy. Rất là ngon lành. Hàng này thì riêng hàng này em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho các bác trong vòng 10 ngày luôn. Đấy, bật lên này. Đấy. Đây, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy. Đây, hàng của thương hiệu Makita này, Makita. Đó, công suất là 2000W, điện 220V. Đây. Đấy, có tiêu chuẩn là gọi là bảo vệ môi trường rồi tiết kiệm điện các kiểu con là điều luôn. Đây. Quấn của nó là bằng đồng hết nhá, dây quấn bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác nhá. Đó. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực 5 ly. Đun cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là bếp từ nhá, bếp từ đúng không? Hả? Bếp từ à? Bếp từ nhá, lên cho em là bếp từ Makita nhá. Makita, đưa cả cái bếp hồng ngoại đây. Đấy, bếp từ Makita nhá. Đó, một con bếp như này. Giá sẽ là con này thì 500 một chùm con kia. Con này em sẽ lên cho các bác 495.000. 495.000 bớt cho các bác 5.000 để cho nó khỏi trùng với con kia. Đưa cái bút đây. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ con này thì nó sẽ có tặng cho các bác một cái nồi như này. Mặt vuông kính cường lực luôn nhá. Mặt vuông kính cường lực luôn. Dày dẫn chắc chắn. Có bo viền như này nhá. Có bo viền như này. Nồi dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ. Đó, bếp từ giá sẽ là 495k nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu đó là bếp hồng ngoại nhá. Đây, bếp hồng ngoại. Đấy, cũng của thương hiệu Makita luôn. Đấy, Makita luôn. Đó. Bếp hồng ngoại này cũng rất là ngon. Đấy, mặt của nó thì cũng là mặt kính cường lực này. Mặt kính cường lực. Bên ngoài thì nó có bo viền hết nhá. Tay cầm bằng nhôm nhá. Tay cầm bằng nhôm đúc nguyên khối này. Thân bếp các thứ rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, công suất của nó cũng là 2000W luôn. Con này thì nó sẽ là dòng bếp hồng ngoại này. Bếp hồng ngoại. Đấy. Mặt kính cường lực nhá. Con này thì giá sẽ là 500k nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Đây, bếp hồng ngoại này, giá sẽ là 500k nhá. 500k. 500k bếp hồng ngoại. Đó. Thì con bếp hồng ngoại này nó sẽ không có nồi, còn con bếp từ thì sẽ có nồi. Đây. Hai con này thì kích thước như nhau nhá. Hai em này kích thước như nhau luôn. Đó. Kích thước như nhau thì các bác cứ thế sử dụng thôi. Đó. Các bác mua bếp từ thì mua, mà mua bếp hồng ngoại thì mua. Giá cả cũng khá là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Một con là 495.000, một con là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao nhá. Đấy. Bộ ba dao. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Bộ ba dao này sẽ là 260.000 cho bộ ba dao như này nhá. 260.000 cho bộ ba con dao như này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k này. Đấy, còn con này sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này là 180.000, con dao chặt này là 180.000. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng.
Hàng này thì cũng khá là bén luôn, em test thử giấy cho em nhé. Ui sởi ôi, quá khủng khiếp luôn. Dao chặt mà dọc giấy như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy các bác thấy không? Đây, quá khủng khiếp luôn nhá. Đấy, dao phải sắc đấy, dao chặt phải dọc giấy này là rất là bén các bác nhá. Thái thịt trâu thịt bò thoải mái luôn. Khoảng nặng khoảng 3-4 lạng. Đấy, liền nguyên khối như này. Đây, hàng của Nhật Japan to đùng các bác này. Con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000 này. Hai con này thì độ sắc thì khỏi phải bàn thôi, độ sắc thì siêu bàn rồi, siêu bén rồi các bác nhá. Đó. Độ sắc thì siêu bén rồi các bác thấy không? Nè, đấy thấy chưa? Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, lên cho em là dao thái nhá, thái gỗ này, cán của nó bằng gỗ, em lên luôn là dao thái gỗ. Giá sẽ là 90.000. Còn con gọt kia thì siêu sắc rồi. Các bác chỉ dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá, 40.000. Đó, thế thôi. Tiếp theo thì con kéo cắt tôn nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và nó sẽ là nghiêng 45 độ như này. Thì khi mà các bác đưa vào các cái miếng tôn ấy, thì các bác đưa vào thì cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới này thì nó rất là an toàn, nó không bị đâm vào thủng tay và nó có trợ lực luôn, giúp cho các bác cắt nó rất là êm ái nhẹ nhàng. Đấy, lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160.000 con kéo tôn trợ lực như này nhá. 160k. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ ô tô nhá. Con này thì giá chỉ có 40k thôi. Về nhà các bác có thể dán lên ô tô này. Đấy, dán lên ô tô hoặc là các bác có thể là dán lên đâu cũng được. Đây, đồng hồ chạy bình thường, mặt màu trắng, sáng choang rất là đẹp luôn. Đấy, nó có cái miếng dán như này. Về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em. Đó. Bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác có thể là dán lên ô tô hoặc là dán lên chỗ nào cũng được. Chỗ nào các bác thích dán thì dán lên. Đây, nó có cái miếng dán như này rồi. Đó. Về nhà các bác bóc ra, dán lên cho em. Đó. Đồng hồ thì rất là ngon lành, cành đào cho các bác luôn. Đó, rất đẹp. Giá sẽ là 40 cành. Đồng hồ ô tô 40.000 nhá. Tiếp theo thì một con nhẫn đồng hồ, giá cũng 40.000 luôn. Đấy, nhẫn đồng hồ. Cái này thì nó sẽ là một cái đồng hồ và như một chiếc nhẫn luôn. Các bác đeo trực tiếp trên tay mình sử dụng nhá, vừa là đồng hồ vừa là nhẫn trang trí luôn. Con này thì giá của nó cũng là 40 cành thôi. 40 cành cho một con đồng hồ như này. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá, nhẫn đồng hồ 40.000, đeo vào rất là đẹp luôn. Sang xịn mịn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con đồng hồ dây chuyền nhá, 60.000 cho con đồng hồ dây chuyền như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dây chuyền như này các bác này. Dây chuyền như này, có một quả lắc phong thủy này. Đấy, một quả lắc phong thủy đính đá này. Đấy, kèm thêm là một con đồng hồ cực kỳ VIP luôn. Đó, đây, các bác có thể mở ra. Đó, mở ra như này, rất đẹp luôn. Con này thì cỡ của nó khoảng là 2 phân thôi. Chiều ngang của nó khoảng 2 phân nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác có thể đeo cổ này hoặc là đeo đâu tùy các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, mở ra, xoay này. Rất là phong thủy, rất là tuyệt vời luôn. Lên cho em là đồng hồ dây chuyền nhá, đồng hồ dây chuyền. Giá thì một con như này chỉ có cho các bác là đi 60.000 thôi. Nó có mấy màu đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ dao 100.000, bộ dao sói. Cái này bên em gọi nó là bộ dao sói tại vì nó rất là sắc bén luôn. Bộ dao sói rất là sắc bén, bao gồm 6 món nhá. Có những shop người ta sẽ bán rẻ hơn một chút nhưng mà nó chỉ có 5 món thôi. Cái này của em là có những số mà bán rẻ hơn chỉ có 4 món thôi. Cái này của em là 5 món nhá, 5 món. Sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, một kéo và một cái nạo nhá, 3 dao. Một kéo à 3 dao, một cái nạo và một cái khui bia. Đấy, rất tiện ích luôn. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bộ dao sói 100.000 cho cái bộ dao sói như này. Đó, 100k cho cái bộ dao sói này các bác nhá. Lên nha là bộ dao sói, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ dao sói này. Đó. Quay lên cho bộ dao sói 100.000. Tiếp theo là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này thì giá của nó cũng là 100.000 thôi. 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, đây. Đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đây là cái phần thân bếp của nó này, đây là cái phần chân này. Chân mở ra cho em này. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Các cái phần dẫn ga này đều bằng đồng hết nhá. Dẫn ga đều bằng đồng hết. Đây, đấy, phần dẫn ga bằng đồng này. Bật này. Có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này giá sẽ là 100k. Lên cho em là bếp ga mini. Giá sẽ là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Đấy, kệ dắt dao đũa, con này thì sẽ là 160.000. Con này thì hàng này thì nó sẽ là khá là tiện và sạch sẽ. Thứ nhất là hàng inox 304, rất là dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Ở bên dưới thì sẽ có cho các bác là một cái khay để các bác hứng nước này. Hứng nước các bác có thể mở ra để đổ đi, hoặc là mình nghiêng đi là nó cũng đổ ra thôi. Đó. Đây. Đấy, con này thì các bác hàng inox 304 nhá, dày dẫn chắc chắn, kích thước là
20 nhân 118 nhân 201 này. Đó. Khá dày dặn luôn. Dắt dao đũa các bác để trên bàn bếp rất là tiện đây, đúng như trên hình này, đúng như trên hình. Kệ dao đũa 160.000. Tiếp theo là cái tăm nước này, tăm nước 160.000. Các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng, lợi, niếu các thứ luôn, nó sẽ có 4 đầu như này. Đấy, 4 cái đầu như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe nhá. Các bác cho nước vào thì cái tia nước nó sẽ tác động giúp cho các bác là vệ sinh sạch cái phần răng lợi nhá. Đó. Rất tiện luôn. Đây. Giá thì sẽ là 160.000. Cho nước vào đây chị em. Đấy, các bác cho nước vào đây. Đấy, nó sẽ hút lên. Và các bác lắp cái đầu tăm vào đây, lắp cái đầu tăm vào đây. Đấy. Bật lên chị em này. Đấy, bật lên. Đó. Thì nó sẽ xịt giúp cho các bác là đánh tam các cái mảng bám rồi vệ sinh răng lợi nhá. Có cáp sạc nhá. 160.000 cho cái tăm nước này. Lên cho em là tăm nước 160k nhá. 160k đấy các em, tăm nước này các bác này, 160.000. Vệ sinh niếu, vệ sinh răng lợi. 4 loại mũi luôn, 4 loại mũi cho các bác nhá. 4 loại lưỡi luôn. Đây. Đấy đây các bác này, vệ sinh răng lợi. Tăm nước, các bác đừng dùng cái tăm truyền thống nữa, nó không an toàn. Dùng cái tăm này rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bộ V46 120.000. Đấy, bộ V46 120.000 các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít từ 8 đến 12 này. À từ 8 đến 14 này, từ 8 đến 14 này, đầu vít này, đầu khẩu này. 120.000 một cái bộ này thì giá quá là giá thanh lý rồi. Giá quá là thanh lý rồi các bác nhá. Đấy. Lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, đây. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều con đà điểu, kiểu con đà điểu. Đấy, các bác có thể lắp vào mọi chi tiết đều vừa hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Để là các bác làm vít làm bụng đều vừa hết nhá. Đó. Đầu khẩu đầu vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đầu khẩu đầu vít đầy đủ, chỉ việc lắp vào là sử dụng thôi. Giá sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46 120.000, cái bộ V46 này rất tiện ích luôn, 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bộ bình 3 nhá, bộ bình 3 80.000. Đấy, có hôm về màu trắng, hôm về màu đen. Bao gồm 80.000 một cái bình 0.5. Bình này thì nó sẽ là vào bình này thì nó sẽ là vào khoảng cái bình này bao nhiêu lít đấy nhỉ? Hả? Nửa lít nhá. Bình này thì nửa lít này. Đấy. Có nắp đậy này này, các bác này có nắp này, rất là tiện luôn nhá. Nắp này. Đấy, nắp đóng mở này. Bình này nửa lít nhá, các bác có thể đựng trà, đựng cà phê, giữ nóng giữ lạnh này, và có cốc luôn, có cốc nhá. Đấy, rất là tiện này. Các bác có thể đựng trà, đựng cà phê, đựng các loại hạt đồ uống đều ok hết. 80.000 thôi, 80.000 cho một cái bộ bình như này, bao gồm cho các bác là đi một cái bình và ba cái nắp, một bình ba nắp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá. SA78 hàng của Colombia, của Mỹ này. Hàng cực kỳ là ngon luôn, SA78. Con này thì cũng siêu bén luôn nhá, siêu bén luôn các bác thấy không? Nó rất là bén này. Sợ chưa? Nó siêu bén chưa? Đấy. Hàng thân dày như này mà vẫn còn bén như thế, hàng xịn lắm các bạn. Đấy. Đính đồng này, đấy, khâu đồng này, khâu thép này. Đúc liền thân này, thân gỗ này. SA78 Colombia của Mỹ này, đó. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 300 cành nhá, 300 cành bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dao siêu bén luôn. Kích thước của dao thì dài khoảng 30, bản thì rộng khoảng 4 cm và mình dày lắm, dày khoảng 5 ly. Đó, có bao vải bố như này nhá, có bao vải bố như này. Con này thì siêu đẹp, siêu tiện ích luôn. Giá rất hợp lý cho các bác để xem tham khảo và đặt mua. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo mật nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia siêu bẫy chuột thông minh nhá. Con này 15.000 một chiếc, 15k một chiếc. Đấy, đây các bác này. 40.000 ba cái. Đấy, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. 15k một chiếc. Các bác chỉ cần là lấy hai tay bóp đều này cho em này. Đó, sau đó thì là con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy luôn. Các bác thấy không? Rất nhạy luôn, 15k một chiếc nhá. Tiếp theo nó sẽ là cái mã kính lúp này, 70.000 một cái này. Lên cho em là kính lúp nhá. Con này các bác có thể lắp pin vào đây, về nhà các bác mua thêm pin mình lắp vào. Đó, các bác thấy không? Đây, kính lúp này. Đó, phóng to. Giá thì sẽ là 70.000 cái kính lúp như này. Tiếp theo là bộ rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc hàng nhựa Việt Nhật nhá. Đấy, các bác thấy không?
chất liệu nhựa khó phải bàn rồi, hàng chất lượng nó khác ngay các bác này. Đó, 90.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 rổ nhá, 3 rổ 3 chậu để mình rửa rau. Đấy, con to con nhỏ nhá. Đấy, trồng nhau rất tiện luôn. 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Lên cho em là rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90 cành nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa số này. Đấy, khóa số thì nó sẽ có cho các bác là khóa dây như này nhá, khóa dây. Mật khẩu thì bên em để mặc định của nó sẽ là không ra nhỉ. Cái khóa dây số này thì ra hỏi giá đi. Khóa dây số này thì bên em có hai mẫu nhá, một mẫu to, mẫu nhỏ này. Đó, một mẫu to, mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì đường kính của nó vào khoảng là trên 10 cm, còn mẫu to này thì đường kính của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là khóa dây to, khóa dây nhỏ nhá. Đấy, khóa dây to, khóa dây nhỏ. Mật khẩu thì bên em để đều là nó là dãy số 0 hết nhá. Các bác cứ cho về 0 là mở ra được thôi. Cho về 0 là mở ra được bình thường nhá. Đấy, cho về 0 là mở ra. Đấy. Thì con nhỏ này thì sẽ là 60.000 này. À, nó trên 10 cm, còn con to này thì vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, đều là dãy số 0 hết. Và về nhà các bác đổi mật khẩu thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần xoay cái này theo chiều kim đồng hồ này, sau đó các bác đổi mật khẩu xong thì các bác lại trả lại cho em. Đó là ok. Thì con to này thì dây to, dây to sẽ là 80.000 và dây nhỏ là 60.000 nhá, hai khóa dây như này. Tiếp theo thì nó sẽ là khóa chữ U nhá, khóa chữ U. Đấy, con này thì mật khẩu của nó cũng là dãy số 0 hết, các bác cứ cho về số 0 cho em là ăn tiền thôi. Cho về số 0. Đấy, sau đó thì các bác sập vào cho em. Đấy, mở ra thì nhấn cái nút này nó sẽ mở này. Đây, cái nút màu đỏ này. Hàng thì của Đức nhá, Germany này, hàng của Đức này, đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn, đó. Các bác lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì giá của nó sẽ là chữ U này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa chữ U nhá, giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khóa chống trộm này. Khóa chống trộm này là 80.000, cái này các bác cứ về sử dụng của nó sẽ có còi hú nhá, có còi hú kêu rất là to luôn, giá 80.000. Đó. Tiếp theo thì cái bộ nhà kem này, bộ nhà kem đây. Đấy, 180.000 cho cái bộ nhà kem như này. Đó, 180.000 cho cái hộp nhà kem như này. Đây em sẽ có video cho bác xem. Nó gọn gàng mà tiện lợi vô cùng, không còn cái tình trạng để đồ bừa bãi như thế này nữa, rất là mất thẩm mỹ. Nhà mình có hai người nên là mình chọn bộ hai cốc, cốc được úp ngược cho nên là luôn sạch sẽ và khô ráo. Bàn chải cũng vậy. Lọ kem đánh răng này thì mình xoáy vào đây, khi đưa bàn chải vào là nó tự động nhả kem cho mình luôn. Cũng nhờ nó mà mình có thể sắp xếp lại các đồ dùng trong nhà tắm một cách gọn gàng hơn. Có thêm một ngăn kéo nhỏ ở đây nữa cho các chị em có thể để mỹ phẩm hoặc là bông tẩy trang mà không lo bị ướt. Một điểm nhỏ mà mình rất thích đó là mình hoàn toàn có thể gắn nó lên tường mà không cần phải đóng đinh hay là bắn vít gì cả, nên là việc tháo lắp và di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Các chị em cũng có thể tự làm được. Mình chỉ cần vệ sinh sạch bề mặt rồi dán cái giá đỡ này lên tường, chờ khoảng 5 đến 6 tiếng thì keo sẽ khô và bám chắc vào tường. Khi đó mình có thể lắp đặt kệ và để đồ đạc cá nhân lên thoải mái. Tải trọng tối đa lên tới 6 kg cơ mà. Nó vừa đẹp vừa đa năng thế này mà chỉ có hơn 100 cành, cho nên là mình cũng vừa đặt đó. Thêm một cái nữa. Thì cái bộ nhà em nó sẽ là 3 cốc nha, bộ này là 2 cốc các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu đồng hồ T8 này. Đó. Đồng hồ T8 con này giá sẽ là 180.000, 180.000 cho cái đồng hồ, 170.000 cho cái đồng hồ T8 như này. Quai của nó thì bằng cao su mềm. Đấy, đồng hồ thì thân của nó bằng hợp kim. Về nhà thì các bác sạc pin vào cho em. Đa số đồng hồ khi bên em gửi cho các bác là nó sẽ hết pin nhá. Đấy, hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây nó báo này. Có đốc sạc nhá. Đây. Đây là cái đốc sạc của nó này. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB xong đặt đó, đặt cái đồng hồ vào là nó sẽ ăn lẫy nhá, ăn lẫy này. Đấy, ăn lẫy vào đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì rất là tiện luôn. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng luôn, đo nhịp tim, đo huyết áp rồi nói chung là đa di năng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Một con đồng hồ T8 như này giá sẽ là 170 cành nhá, 170 cành. 170.000 nhá, lên nha, đồng hồ T8 170.000. Kéo cắt cành trên cao, hàng nội địa của Nhật, made in Japan, chuyên để cắt cây cắt cành, có kèm cả lưỡi cưa luôn. 130.000, 130.000. Tiếp theo thì mài gót chân 90.000. Đấy, máy này các bác dùng cắm sạc này, đấy để các bác mài kỳ cọ các cái vùng da khô bị chết nhá, có kèm thêm một cáp sạc và một hòn đá nữa này. Đấy. Các bác dùng để mài này. Đấy. Các cái phần tay chân các bác bị khô này. Đấy, bị bong chốc này. Đấy, bị da. Da nó khô này các bác mài đi xem. Rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Giá sẽ là 90.000. Có hai nấc các bác nhá. Máy mài cực khỏe luôn. Tiếp theo bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó là 6 viên, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Về nhà các bác thả vào ngăn đông tủ lạnh cho em, sau đó thì lúc nào mình uống bia uống rượu thì mình gắp ra mình thả vào. Đó, nó sẽ làm lạnh và giúp cho các bác là làm lạnh mà giữ được nguyên cái chất của rượu bia nhá. Đó. Túi đựng rác này, một bịch này của nó sẽ là 35.000 một bịch, 100.000 ba bịch nhá. Một bịch này của nó là 100 chiếc, chuyên để đựng rác nhá. À, chiều dài của nó là 45 và chiều rộng của nó là đi
50 đấy. 45 x 50 thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Thì mình để đựng rác vào đây và nó có túi có quai sách đàng hoàng rất là tiện luôn. Có túi có quai sách và nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này nhá. Từng lớp một này các bác này. Đấy, từng lớp một này về nhà nó sẽ có cái đường dập ở đây. Đấy, có cái đường dập ở đây thì các bác cứ bóc theo cái xé ra theo cái đường dập này cho em này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Một bịch của nó là 100 chiếc luôn. Đây. Đấy, các bác có thể về là mình bỏ ra chiều một, nó là một chiều 45, một chiều 50. Đây, rất là to như này. Các bác đựng rác, đựng thả vào cái thùng rác nhà mình rất là ok luôn. Đấy, thả thùng rác nhà mình rất là ok nhá. Đó. Và có quai như này, các bác rút cái quai này lên ở đây. Quai rút lên ở đây này. Đấy, rất là tiện luôn. 35.000 một bịch. 35.000 một bịch 100 cái luôn. 35.000 một bịch 100 cái nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu này. Đấy, con này thì nó sẽ là con xay bằng tay nhưng mà hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu inox 304. Xoáy cái này ra, cho tiêu vào đây cho em nhá. Cho tiêu vào đây. Đó, thì khi lúc nào mình ăn đến đâu thì mình xoay đến đấy nhá. Ăn đâu xoay đến đấy, các bác cứ xoay này chưa? Xoay này thì cái tiêu nó sẽ rơi ra ở cái phần đầu này và các bác có thể xoáy trực tiếp hoặc là hứng vào đây. Đấy, rất là ok luôn. 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Con này là hàng to đẹp nhá. Đấy, 100k máy xay tiêu. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy, con này thì chuyên dùng để mình vắt cam nhá. Đấy, máy vắt cam. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220. Sau đó thì mình cho cam vào đây. Đấy, cho cam vào đây cho em. Đấy, ấn này, nó sẽ có vắt cho các bác và nó lọc vào đây. Nước nó sẽ xuống đây nhá. Có chế độ đảo chiều đảo trước luôn. Con máy vắt cam này sẽ là 190.000 cho con máy vắt cam như này. Con này thì dùng siêu tiện luôn. Hàng đẹp chất lượng, sử dụng trực tiếp điện 220, dễ dùng, có đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Đây, 190.000 nhá. Vắt rất là ngon luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ đa năng nhá. Đấy, nó sẽ là 4 chân như này. Đấy, kệ đỡ đa năng, giá thì chỉ có 50.000 thôi, 50k. Đấy. Giá đỡ đa năng nhá, các bác có thể dùng để mình đỡ các cái phần như là chân tủ này, chân tủ kệ này hoặc là tủ lạnh, máy giặt các thứ để giữ thăng bằng rất là tốt luôn. Và nó có nam châm hít như này nhá. À, có cao su hít như này. Giá chỉ có 50 cành thôi, 50 cành cho một hộp 4 cái như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dây sạc này. Thì sẽ là dây sạc béo này. Dây sạc béo là giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Còn dây sạc nhanh 100W này, nó cũng 3 đầu luôn, cũng 3 đầu nhá, dây sạc nhanh 100W này. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá, cũng có 3 đầu ra như này, có 3 đầu ra như này, giá của nó sẽ là 50.000. Còn con này cũng 3 đầu ra như này là sạc tự ngắt, giá sẽ là 40.000 nhá. Con này thì công suất của nó là 100W. Và nó sẽ tự ngắt, thì khi bác dùng ban đêm mà nó đủ nó sẽ tự ngắt, phòng chống cháy nổ nhá. Tự ngắt là 40.000, còn sạc béo này là 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho là sạc dự phòng này. Đấy. Một con sạc dự phòng như này, hàng của Nhật. Đấy. Made in Japan các bác này, Made in Japan, sạc dự phòng như này của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng của Nhật cực chất lượng cho bác luôn. Có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho bác, công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh, 230.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sạc dự phòng, lên cho em là sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng 230.000. Đấy, tiếp theo là con dao thái rau nhá, con dao thái rau như này, lên cho em là dao thái rau, giá thanh lý cho các bác 10.000 một chiếc dao thái rau như này. Lên cho em là dao thái rau, hàng của Kiwi này, chuyên để thái rau củ quả, 10.000 một chiếc. Tiếp theo là cái bình 20, giá chỉ có 80 cành thôi, inox 304, dung tích khoảng 2 lít cả vỏ, bình 20, dung tích 2 lít cả vỏ, inox 304, keng keng luôn, sạch sẽ, dày dẫn chắc chắn nhá. Lên cho em là bình 20, con này thì chỉ dùng để đựng nước nguội thôi, nước nguội nước uống thôi chứ không giữ nhiệt được. Giá có 80.000 thôi, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, bình 20, cân 5 này, con này là nó sẽ là cân bếp, cân được 5 cân trở lên, có tính năng trừ bì luôn, đó. Cân bếp cân được 5 cân trở lên, có tính năng trừ bì, có kèm pin luôn, có lô kèm pin, có lô không. Đó, giá của nó sẽ là 50 cành, lên cho em là cân 5 nhá. Đèn thần tài các bác này, đèn thần tài. Đó. Rất đẹp luôn, giá sẽ là 70.000 cái đèn thần tài như này, có kèm củ sạc luôn. Các bác có thể dùng chức năng là vỗ này nó sẽ lên này, nhưng trước khi vỗ thì các bác bật cho em cái đèn này lên này. Đấy. Vỗ này nó cũng lên này và các bác thổi nó lên. Đấy, thổi nó lên, thổi nó tắt rất là tiện luôn. Và cái này là nút nguồn này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho con đèn thần tài như này. Lên cho em là đèn thần tài. Giá sẽ là 70k. Rồi, ok.
Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên shop về một số các mã hàng thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Cái này bao nhiêu nhỉ? Hỏi lại. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái xẻng đa năng các bác nhá. Các bác lên cho em là xẻng đa năng. Đấy, lên cho em là cuốc xẻng được. Cái này nó là vừa là cuốc vừa là xẻng luôn. Đấy, các bác lên cho em là cuốc xẻng nhá. Đó, cuốc xẻng làm vườn. Đấy. Đấy, nó sẽ là một cái cuốc xẻng làm vườn như này. Hàng thì có thể gấp gọn được, các bác có thể để trên ô tô này, để trên ô tô, xe máy hoặc là các bác mang đi rừng đi phượt này. Hàng made in USA nhá. Hàng made in USA. Đó. Hàng made in USA các bác nhá. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ở đầu này thì nó sẽ có cái la bàn này. Đấy, đầu này thì nó sẽ có cái la bàn. Cái này thì các bác có thể xoáy gọn vào nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là xẻng Mỹ đi. Đó, xẻng Mỹ nhá. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ. Lên cho em là xẻng Mỹ nhá. Rất là tiện ích luôn. Đó, gấp gọn vào cho em. Gấp gọn vào như này. Các bác bỏ vào trong cái túi này, nó sẵn có cái túi này luôn. Đó, lên cho em là xẻng Mỹ nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho cái bộ xẻng Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là xẻng Mỹ. Giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cán thì nó sẽ dài độ khoảng là cả xẻng cả đây. Đấy, cả xẻng cả cán thì nó sẽ dài khoảng là đi 30 phân. Đấy, 30 35 phân. Đấy. Còn nếu mà tính cả đầu xẻng thì nó sẽ dài hơn một chút. Đây, các bác có thể xoay như này. Xoay như này để mình làm xẻng này. Đấy, làm xẻng thì mình lại xoay như này để mình xúc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, made in USA. Nếu mà tính chiều dài cả xẻng thì nó sẽ vào khoảng 40 phân nhá, có cả khui bia luôn, cả khui bia cả cưa này. Đấy, cả đầu xẻng như này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì sẽ là một con xẻng Mỹ như này. Lên cho em là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Giá sẽ là 100k. Đó. Các bác lên cho em là xẻng lính Mỹ này, đó, xẻng lính Mỹ. Lính Mỹ, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con xẻng lính Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xay tiêu nhá. Đấy, một con xay tiêu như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá của nó sẽ là 100k cho con máy xay tiêu như này. Đó, ở đây thì nó sẽ là một cái phần nắp để các bác đựng phần tiêu này. Một là các bác có thể đựng, hai là các bác xay trực tiếp vào thức ăn luôn. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra cho em thì mình có thể đổ tiêu vào đây, đổ tiêu vào đây nhá. Cho lượng bao nhiêu tùy mình. Thân của nó bằng inox dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, sau đó thì các bác cứ xoay này cho em. Xoay hai tay đảo nhau nhá. Đây. Đấy, các bác cứ xoay đảo nhau như này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp mở cái nắp ra xoáy vào thức ăn luôn. Hai tay đảo chiều nhau là ok, là tiêu nó sẽ rơi ra thôi. Lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy xay tiêu như này. 100.000 nhá, xay bằng tay cực kỳ là ngon luôn. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Đó. Của thương hiệu Katoshi. Katoshi made in Japan. Lên cho em là máy xay tiêu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ chuyên cối xay nhá, bộ chuyên cối xay. Bộ này thì sẽ là 180.000 cho một bộ chuyên cối xay như này. Đây. Đấy, 180k cho một cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ là cái phần đế của nó này. Đấy, và đây là cái thống để các bác đựng cái nước nó chảy xuống này. Đấy, thống đựng nước này. Và đây là cái bộ chuyên này, đặt vào đây cho em. Đấy, khi các bác xoay ra thì xoay bằng nắp như này là nó sẽ chảy nước này, còn để ngang này thì nó sẽ không chảy nhá. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên để pha này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Và có cho các bác là 6 chén nhá. Đấy, 6 chén như này. Đây, 6 chén như này. Các bác có thể đặt trực tiếp ở đây hoặc là qua cái thống này. Các bác chiết nước qua cái thống này. Đó, xoay cho nước nó chảy này, xoay cho nước nó chảy. Đó, rất là tiện luôn. Sau đó thì các bác từ cái thống này các bác rót vào đây. Đó. Thì combo cho các bác luôn một bộ như này. Giá của nó sẽ là 180.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180k cho cái bộ chuyên cối xay như này nhá. Đấy, lên cho em là chuyên cối xay. Giá của nó sẽ là 180.000. 180.000. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 180k. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên, một thống và 6 chén như này nhá. Lên cho em là bộ chuyên cối xay. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy tóc nhá. Đây, máy sấy tóc này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 100. Máy sấy tóc này thì sẽ là 130.000 nhá. Sử dụng điện 220V cực kỳ là khỏe luôn. Đó, có nấc này. Rất khỏe, con này bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Máy sấy tóc 130.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con bình tông này.
Con này của nó thì dung tích của nó là 2 lít nhá, bình tông 2 lít. Cũng 130.000 luôn, 130.000 cho con bình tông 2 lít này. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga nhá, bình tông của Nga. Đấy. Của Liên Xô cũ này, CCCP các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Khoai đeo quai sách đàng hoàng, nắp chống mất luôn. Đó. Con này thì các bác dùng để mang rượu đi nhậu này, mang nước đi học đi làm này, công tác rất là ok. 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp như này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác dán để giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rồi các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi các bác dán vào cho em. Thải độc rất là tốt luôn, 50 miếng dán như này, 50 gói thuốc nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ bằng một bát phở thôi. 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con nồi lẩu 2 tầng, 230.000 bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, một con nồi lẩu như này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhé. Các bác có thể dùng thì mình chiên rán xào nó thì được hết nhé. Đó, 2 tầng. Đây. Đấy, có chống dính luôn. Có chống dính nhá. Đấy, dung tích của nó thì cũng khá là lớn đấy. Dung tích của nó khá là lớn luôn. Đây. Đấy. Đây các bạn này. Con này của nó thì nó sẽ là 650W, 220V, 50Hz các bác nhá. Đó, đường kính của nó là 28 cm. Dán xào nấu đều được hết này. Đấy, các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua khay hấp này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng 230.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu kìm này. Đó, mẫu kìm thì nó sẽ có cho các bác là một mẫu kìm nhọn như này và một mẫu kìm đầu bằng như này. Đó. Kìm nhọn bằng này bằng tiền nhau à? Hai kìm này bằng tiền nhau à? 100 à? Đấy, thì các bác lên cho em là cái này lên tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, mặc dù nó là màu trắng đen như này nhưng mà các bác lên cho em là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ. Giá thì sẽ là 100k một chiếc và có hai mẫu, đó là một mẫu đầu nhọn như này và một mẫu là đầu bằng. Đó, đều là đa di năng, có tuốt dây rồi bấm cốt bấm kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Tuốt dây bấm cốt đầy đủ nhá. Đấy, tuốt dây bấm cốt đầy đủ như này. Giá thì sẽ là 100.000 một chiếc nhá, 100.000 một chiếc. Đấy, các bác có thể lấy đầu nhọn hoặc là lấy đầu bằng, tùy theo các bác. Lên cho em là kìm đỏ, đầu nhọn hoặc đầu bằng, giá đều là 100k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, con này thì giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Con này các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em, sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm được từ 20 đến 30% điện năng nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em. Máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn mang sông 120.000. Đấy, 120.000 cho con đèn mang sông như này. Con này thì các bác dùng sạc thôi. Đấy, nó dùng sạc nhưng mà rất là tiện này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Bật lên cho em này, nó rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc để ngoài trời này, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, có cả chống nước luôn. Có mái che như này chống nước rất là tốt này. Đó, có điều chỉnh chiết áp sáng tối này thì để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp nhá, rất sang xịn mịn luôn. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là một viên pin 18650 pin hãng. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Đó, cắm sạc vào. Hàng thì siêu chất lượng cho bác luôn. Hỏng các bác thay pin, còn đèn LED này không bao giờ hỏng được nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. 120.000. Lên cho em là đèn mang sông nhá. 120.000. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đó. Có kèm một cái cáp sạc đi kèm các bác nhá. Đi kèm một cáp sạc cho các bác luôn. 120.000 con đèn mang sông. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con đèn bão này. Đấy, con này nó sẽ là đèn bão. Con này thì cũng có kèm cáp sạc và cũng là pin tích điện. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời, kèm thêm là một cái đèn và một cái quạt nữa. Đấy, đây. Vừa bật đèn vừa bật quạt được luôn. Có thể là cho các bác là vừa bật đèn vừa bật quạt từ 3 đến 5 tiếng nhá. Gió ù các bạn này. Đấy, rất là mát luôn nhá. Quạt mát đèn sáng này. Giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con đèn này nhá. Đấy, quay đeo quay sách đàng hoàng. Giá sẽ là 100k, lên đèn là đèn bão nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời, có cả cổng sạc cho điện thoại đề phòng điện thoại của các bác hết pin nhá. Đấy đây, có cổng sạc cho điện thoại đàng hoàng. Đây. Đấy, đề phòng điện thoại hết pin. Đây, cổng sạc cho điện thoại đây. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái quạt xanh nhá. Quạt này sẽ là 55.000 cho cái mẫu quạt xanh như này. 55.000 cho cái mẫu quạt xanh này các bác này. Đấy. Con này thì chỉ dùng được quạt thôi. Đấy, nhưng mà nó có thể là đẩy lên đẩy xuống này, rất là tiện luôn. Đó. Và có 3 cấp độ nhá. Số 1, số 2, số 3 các bác. Đấy, số 1, số 2, số 3 cũng khá là tít luôn. Các bác có thể đẩy lên đẩy xuống như này. Đấy, và gấp xoay các kiểu con này đều được luôn. Đó.
có 3 số luôn nhá. Con này thì đề phòng mất điện, nhà có trẻ nhỏ các thứ. 55.000 cho con quạt tích điện như này. Đấy, 55k. Lên cho em là quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ thìa đũa nhá. 80.000 cho một cái bộ thìa đũa như này, 80k. Bao gồm là 6 đôi đũa, 1 2 3 4 5 6 đôi đũa và 6 cái thìa. 80.000 cho 12 món này. Xìa cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. Chất liệu su 304 này, su 304. Siêu dày dẫn và đẹp luôn. Đó, 80k cho 12 món. Đấy, 12 món mà 80.000. Giá siêu hời cho các bác luôn. 80k thôi. Lên cho em là set thìa đũa 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. 20.000 một bịch và mua 3 bịch là 50.000 nhá. 3 bịch là 50.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái giấy nó đã tẩm ướp sẵn các cái dung dịch tẩy rửa rồi. Đấy, các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì mình lấy cái tờ này, mình lau giày lau dép thôi, nó sẽ có xà bông như này các bác này. Đấy, giúp cho các bác lau sạch các cái vết bẩn ở trên giày dép luôn, không phải giặt. Các bác nhá, giấy lau giày giá của nó sẽ là đây. Đấy, các bác thấy em lau này. Đấy, lau một cái vết mực của nó còn sạch đi này luôn, các bác biết rồi. Đấy, nó tẩy rửa rất là tốt và an toàn luôn. 20.000 một bịch và 50.000 ba bịch các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh 15.000 một chiếc các bác này. Đó, thấy các bác nhạy không? Đó, các bác chỉ cần là ấn này thôi xong. Sau đó thì các bác để vào cái đường đi, để vào cái đường đi của chuột nhá. Đấy, để vào cái đường đi của chuột giúp cho em. Đấy, khi mà con chuột nó chạy qua nó chạm bẫy này. Đấy, thấy không? Rất nhạy luôn. 15k một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh 15k một chiếc này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này, rất là tiện các bác nhá. Dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá. Dây dài khoảng trên 1 mét như này. Bao gồm cho các bác là 4 chân cắm USB này. Đấy, một đầu chân cắm như này, một chân sạc nhanh, rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 có cả cổng sạc nhanh cho điện thoại nào phù hợp thì mới sạc được nhá. Đấy, còn lại là chủ yếu là chân ổ cắm các thứ công tắc thôi. Chứ có sạc nhanh thì tùy thuộc vào mẫu điện thoại các bác nhá. Cái này thì bên em không có bảo hành đâu. Tiếp theo là con máy xay sinh tố. Cái này nó là máy gì đấy Phương? Con này giá của nó sẽ là 245.000. Này tên nó là cái gì? Máy xay cầm tay. Máy xay cầm tay nhá, 245.000 cho con máy xay cầm tay như này. Con này rất là tiện luôn. Ví dụ các bác dùng nó, ví dụ như là các bác dùng đồ ăn thức uống, mình đưa vào mình cắm điện cái này, mình bật số là xong. Rất là tiện. Đấy, nó sẽ xay cho bác rất tiện luôn, để trong cốc xay được luôn. Không cần phải mất thời gian rửa tráng bình cái thứ, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Giá thì sẽ là 245.000 máy xay cầm tay này. Đây. Đây các bác có thể đưa trực tiếp vào trong cốc này. Đấy, đưa trực tiếp vào cốc mình xay được luôn. Không cần phải dùng đến gọi là các cái máy xay lòng ngoằng nữa. Điện 220 300W nhá. 300W. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Đây các bác này, đó mình có thể xay cháo, xay bột, xay sinh tố này. Đấy, đưa vào xoong ngoáy phát này là xong luôn. Đó, rất tiện nhá. Đấy, rất là tiện này. Các bác thấy chưa? Đó, chỉ cần là bóp cái là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy, xay cháo, xay cơm, rồi xay đồ ăn, thức uống. Rất là tiện này. Đó, rau củ quả nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rất tiện luôn nhá, 245.000. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. À, chổi lau kính, lên cho em là chổi lau kính. Con này sẽ là 50.000, 50.000 cho cái chổi lau kính như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, khá là dài và các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Rất là tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Nó có hai đầu, một đầu bàn chải và một đầu mút. Đấy, các bác có thể kỳ cọ đánh rửa các ngóc ngách, xoay 360 độ lau kính, cọ nhà vệ sinh được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50k thôi. Lên cho em là chổi lau kính nhá, giá sẽ là 50.000. Lau kính kỳ cọ nhà vệ sinh rất là đa di năng luôn. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là một cái ổ điện như này các bác này. Đấy, một ổ điện như này. Thì con này thì giá sẽ là 65.000. Đấy, 65.000. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000 cái ổ B1 như này. Lên cho em là ổ B1 này. B1 giá sẽ là 65k. Đó, 65.000. Con này thì hàng chống va đập nhá, hàng chống va đập. Các bác có thể đập thoải mái luôn này các bác này. Đấy, đập thoải mái luôn, rất ok luôn nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn.
ổ chống va đập như này giá sẽ là 65.000 nhá. Tên trên là ổ B1 65.000. Ba ổ cắm có đèn báo, rất ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nên là kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái gối ngải cứu nhá. Cái này thì nó là một cái gối thông thường và nó có một cái túi chườm nóng như này, các bác cắm điện vào cho em, cắm qua chân USB nhá và có nút điều chỉnh ở đây chưa? Đó, nó sẽ điều chỉnh là 15 phút, 30 phút, 45 phút và 60 phút đây, cái nút điều chỉnh đây các bác này. Giúp cho các bác là thư giãn trong vòng bao nhiêu phút thì các bác có thể điều chỉnh và nó cứ nóng dần lên là quá gối rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối ngải cứu giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Lên theo là phích đun sôi, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ và giá sẽ là 180.000. 180.000 cái phích đun sôi như này nhá, 180k. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ 1.300W nhá, 1.300W đây. Đấy, hàng thương hiệu Cucu này, hàng thương hiệu Cucu đây. Đấy, các cái thông số của nó đây các bạn này. Đó, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đó, hàng thương hiệu Cucu. Đây, khi các bác đun thì các bác chỉ cần là đặt vào này cho em là xong này, sôi nó sẽ tự ngắt nhá. Hàng thương hiệu Cucu này, mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, hàng inox 304 sáng bóng đẹp các bác này. Đó. Lên cho em là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 cái phích đun sôi như này nhá. 180k một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Đây nó sẽ là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, công suất là 1500W, 2,5 lít nhá, giá sẽ là 135.000. Ấm siêu tốc Cucu Hàn Quốc. Lên theo là ấm siêu tốc Cucu nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. 130.000 một chiếc thôi. Đấy, 130.000 một chiếc. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu rất là ngon lành nhá. Đó. Giá của nó sẽ là đây, công tắc bật của nó đây. 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130.000. 130.000 một chiếc ấm siêu tốc Hàn Quốc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái màu cầu vồng như này, màu cầu vồng. Đây sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ là một cái bộ đa di năng sản phẩm bao gồm là màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các cái loại màu với nhau. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì rồi kéo rồi đồ gọt bút chì, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo một bộ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên theo là màu cầu vồng 100.000. 100.000 cái màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số các cái loại thuốc nhá, một số các cái loại thuốc này. Thì cái này nó sẽ là dòng thuốc trị xoang này, xịt xoang này. Thuốc xịt xoang 35.000 một 35.000 lọ thuốc xịt xoang nhà nhá. Đấy. Chuyên để các bác xịt xoang viêm mũi, đau mũi, dị ứng này. Thuốc xịt xoang 35.000 này. Tiếp theo là thuốc nhỏ mắt 60.000 này. Thuốc nhỏ mắt 60.000. Đây, đấy. Nó sẽ có các nguyên tố là EA, B6, NA và K này. Thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy. Đây, thuốc nhỏ mắt này, 60.000 một lọ này. Nhỏ cực kỳ là phê luôn. Hàng của Nhật này, thuốc nhỏ mắt này. Tiếp theo là đến cái thuốc xịt giảm đau này, 150.000 cho một lọ xịt giảm đau này. Đấy, con này xịt cũng rất là phê luôn và giúp giảm đau rất là tốt nhá. Đó, nó sẽ là dạng lọ như này, xịt giảm đau rất tốt, bao bảo hành bao nóng luôn. Đó, bao nóng luôn, xịt giảm đau rất là tốt, hàng nội địa của Nhật nhá. 150.000 cho lọ xịt giảm đau này. Tiếp theo là đến cái thuốc xay tàu xe này. Thuốc xay tàu xe giá của nó sẽ là 40.000 cho một hộp này. 40.000 trong hộp. Cái này thì nó sẽ là cái dạng dầu như này nhá, dạng dầu như này các bác bôi giúp xay tàu xe rất là tốt luôn. Đỡ xay tàu xe rất là tốt luôn nhá, chuyên xay tàu xe của Nhật này. Giá của nó sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì thuốc trị đau dạ dày này. Thuốc trị đau dạ dày các bác nhá. 100.000 một lọ, hàng của OTC. Bác nào chuyên đau dạ dày thì dùng cái này cho em, nó là dòng thuốc nam dùng cực kỳ là uy tín và tốt luôn. Thuốc trị đau dạ dày này. Đó. Đây, rất là tốt luôn các bác nhá. Các bác uống thì cứ hỏi các em, nó sẽ tư vấn cho các bác cái hướng dẫn sử dụng uống bao nhiêu như nào nhá. Đó, uống bao nhiêu như nào thì nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Đó, thuốc trị đau dạ dày 100.000 này. Tiếp theo là lọ, cái này là chuyên trị về
Cái này là chuyên trị hắc lào Long Ben nhá. Giá sẽ là 20.000 một típ, 20.000 một típ thuốc hắc lào Long Ben như này các bác bôi vào cho em. Đó. Tiếp theo thì cái này nó sẽ là bạch biến nhá. Đấy, bạch biến tức là cái khoảng da màu trắng. Đấy, khoảng da nó bị màu trắng cái này các bác này. Cái này 60.000 một lọ, 60.000 một lọ. Đấy, thì các bác bôi cái này cho em cũng ok thôi. 60.000 một típ nhá. Đấy, 60.000 một típ. Con này thì chuyên trị cho các bác là bị những khoảng da trắng như này. Bên em gọi là bạch biến nhá, bạch biến. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng thuốc trị trĩ nhá. Đấy. Dodictamy. Con này chuyên bị trĩ bôi rất là nhạy luôn. Em cũng đã từng bôi rồi, con này rất là nhạy luôn nhá. Giá thì các bác chỉ cần bôi hết cho em một hoặc hai lọ là khỏi thôi. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái lọ trĩ như này. Trĩ nội, trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ, bôi và rất là dễ chịu luôn. Chuyên trị bị trĩ nhá, 30.000 một lọ này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia bẫy chuột thông minh này. Đây, đấy, bẫy chuột thông minh 15.000 một chiếc. Đó, rất nhạy luôn nhá. 15k một chiếc thôi. Lên theo là bẫy chuột thông minh 15k nhá. Bẫy chuột thông minh. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mic dây nhá, 230.000 cho một cái mic dây như này. Đấy, mic dây hàng của Nhật, Tomahawa made in Japan. Mic có dây, dây dài từ 4 đến 5 m, dây cũng là dây của Nhật luôn nhá. Made in Japan luôn này. Đó, made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 230.000 cho cái mic dây như này nhá, 230.000 cho cái mic dây. Ngoài ra thì bên shop có cái mic của Mỹ nhá. Cái kia là mic của Nhật, còn cái này là mic của Mỹ này. Hàng của thằng JBL nhá, hàng của JBL đây. Con mic Mỹ này thì giá của nó sẽ là đi 280.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây như này nhá. Đấy, một dây như này. Made in USA này. Đó, made in USA. Một dây và một mic nhá. Một dây một mic 280.000. Thân mic cầm cực kỳ là trắng luôn, chắc luôn. Đó, made in USA, cắm vào đây cho em. Đó. Đây, dây siêu mềm luôn nhá. Dây siêu mềm, dây khoảng tầm 5 mét nhá. Các bác cắm vào đây cho em. Đó, cắm vào đây cho em. Đó. Đây. Rất là ngon luôn nhá. Mic dây rất là ngon luôn. Lên trên là mic Mỹ nhá. Đầu kết nối bằng đồng hết này. Đó. Lên trên là mic Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Mic Mỹ 280.000 cho một con mic Mỹ như này. Đấy. Nguyên cái hộp đựng của nó đã khẳng định được cái thương hiệu và chất lượng rồi. Nguyên hộp đựng này khẳng. Hộp đựng này đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng rồi nhá. Đó. Mic Mỹ hàng của JBL. Đấy, lên trên là mic Mỹ 280.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia vòi xoay nhá. Đấy. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì về nhà các bác lắp vào những cái chậu rửa riết cho em. Lắp vào cái chậu rửa ấy, nó giúp cho các bác là xoay 360 độ, đảo hướng đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. 80.000 dòng riết đàng hoàng, lên cho là vòi xoay nhá, vòi xoay 80.000. Tiếp theo nó sẽ là cái cốc để các bác pha cà phê, pha ngũ cốc nhá. Đấy, pha cà phê, pha ngũ cốc. Ví dụ buổi sáng đến này các bác uống cà phê, uống ngũ cốc, các bác cho vào đây pha cho em. Ở đây nó sẽ có một hạt nam châm từ trường, giúp cho các bác pha cà phê rất là tốt luôn. Và nó sử dụng pin con thỏ nhá, hai quả pin con thỏ nhỏ. Đấy, uống xong thì các bác vệ sinh đi cho em. Đấy, vệ sinh đi cho em. Tránh cho nước vào khu này là được nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Hai quả pin con thỏ loại nhỏ. Giá thì sẽ là bác cho pin vào đây. Đây là hạt nam châm từ trường nó quay này, giúp cho các bác pha cà phê ngũ cốc rất là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Lên theo là cốc pha cà phê nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc pha cà phê như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bật lửa cây trúc nhá, bật lửa cây trúc như này, có kèm cả cáp sạc luôn. Đó, bật lửa cây trúc đây. Các bác chỉ cần là sẽ có sẵn pin có sẵn ấy đây nhá, đầu bật lửa đây nhá. Đầu này đầu sạc này, đầu này đầu bật lửa này các bác này. Đó. Các bác chỉ cần thổi nhẹ và nó lên luôn nhá, thổi nhẹ nó lên luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá, thổi nhẹ là nó lên luôn và thổi nó tắt này. Em thổi đi. Đấy, thổi là nó lên luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó các bác thấy không? Đỏ này. Các bác thổi nó tắt này. Đó, hoặc xoáy vào là nó sẽ tự tắt, các bác xoáy vào cho em này là nó tắt thôi. Đó. Và cái đầu đít này thì để sạc nhá. Các bác có thể dùng để treo móc khóa rất là tiện này, treo móc khóa. Đấy. Và chỉ cần là thổi nhẹ là nó lên thôi, thổi nhẹ vào là nó lên. Lên cho em là bật lửa cây trúc. Giá của nó có kèm cáp sạc luôn, giá của nó sẽ là 70.000 cái bật lửa cây trúc như này nhá. Bật lửa cây trúc. Giá là 70.000, có nơ niếc cái thứ đàng hoàng rất là ngon luôn. Bật lửa cây trúc 70.000. Tiếp theo là cây lấy dấu nhá, giá sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này rất là tiện luôn, các bác có thể dùng để mình đánh dấu đánh chiếc, nó rất là tiện các bác nhá. Đấy, đánh dấu rất là tiện luôn.
Thì ví dụ các bác muốn đánh dấu thì các bác chỉ cần là để xuống cho nó thì các bác nhấp này cho em này. Đấy, nhấp này là có dấu luôn đây này. Đấy, dấu em vừa nhấp này. Đấy, dấu đây đây, dấu đây các bác này. Đó. Các bác chỉ cần để xuống này. Nhấp này là sẽ có dấu đây. Đấy, thấy chưa? Đó, cây lấy dấu giá sẽ là 40.000 cây lấy dấu nhá. 40.000 cây lấy dấu rất là hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Combo cho các bác bao gồm là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn 4 lọ tinh dầu 120.000. 120.000 cho một đèn và 4 lọ tinh dầu như này dùng quanh năm luôn. Mỗi lọ này dùng cho em được 3 tháng nhá. 3 tháng 3 4 12 là ok. Các bác chỉ cần là xoáy cái lọ tinh dầu này vào đèn, sau đó thì buổi tối các bác bật công tắc này lên cho em. Đó, còn ban ngày thì không cần. Còn buổi tối thì mình bật công tắc lên cả đèn cả tinh dầu như này. Giá sẽ là 120.000 cho một cái sản phẩm bao gồm 4 lọ tinh dầu nhá. Tính ra là các bác mua tinh dầu đấy chứ không cần phải mua đèn, tại vì đèn tính ra vào có 30.000 một lọ thì là tinh dầu thôi, 3 4 12. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con gen co nhiệt nhá, 50.000 một hộp này, bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kích thước nhá, 9 kích thước. Đấy, từ 0,1 đến các kiểu như này nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000 cho 328 đầu. Gen co nhiệt các bác chỉ cần đặt vào đốt lên là xong. Đó, đốt lên đặt vào dây điện đốt là xong. Gen co nhiệt nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây nó sẽ là một cái đệm dạng như là một cái đệm lò xo bằng cao su. Đấy, một cái đệm than tổ ong bằng cao su như này. Khi các bác ngồi thì nó giúp cho các bác là rất là êm luôn, êm ái nhẹ nhàng nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho cái đệm ghế như này, lên cho em là đệm ghế 80.000 nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ này. Đấy, một con xẻng lính Mỹ rất là ngon luôn, có cả la bàn luôn. Đấy, bao gồm là một đầu cuốc, một đầu xẻng như này. Đấy, về nhà các bác xoáy vào cho em. Đấy, có thể là sử dụng rất là tiện ích nhá. Đấy, xoáy vào đây cho em này. Có cán này các bác xoáy vào cho em nhá. Hàng của lính Mỹ đó, chắc chắn lắm, chắc chắn dày dẫn nhá. Đấy. Đây, đấy. Các bác có thể dùng liên hoàn cả cuốc cả xẻng như này nhá, cả cuốc cả xẻng như này. Hoặc các bác có thể xoay đi cho em là xẻng một đầu hoặc cuốc một đầu. Đấy, xoay như này thì nó sẽ là đầu xẻng này. Đấy, xoay này là đầu xẻng này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đó. Và các bác có thể xoay ngược lại là đầu bé này, đó. Hàng của Mỹ nhá. Made in USA đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đuôi này thì có cả la bàn luôn nhá. Đuôi có cả la bàn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con xẻng lính Mỹ như này giá chỉ có 100 cành thôi. 100k cho con xẻng lính Mỹ như này. Các bác có thể gấp gọn này, bỏ vào túi rất là tiện luôn nhá. Đấy, bỏ túi rất là tiện cho em. Xẻng lính Mỹ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ba túi đựng rau nhá. Ba hộp đựng rau như này, ba hộp đựng rau như này nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là ba cái hộp đựng rau như này với ba kích thước khác nhau. Với ba kích thước khác nhau nhá. Đấy, ba cái túi đựng rau như này. Ba túi đựng rau. Đấy, ba túi đựng rau giá của nó sẽ là 40.000 cho ba túi như này nhá. 40.000 cho ba túi. Cái này nó sẽ là dạng túi zip nhá, dạng túi zip. Thì các bác dùng nó rất là sướng luôn. Đó, đây. Ví dụ như các bác dùng thì các bác lấy ra cho em một túi này. Lấy ra cho em một túi. Sau đó thì các bác cho rau vào. Cho rau vào đây. Sau đó thì các bác kéo zip lại nhá. Cho rau vào, sau đó thì các bác lại kéo zip lại. Các bác để vào trong ngăn tủ lạnh. Các cái loại rau dợ rất là tiện luôn. 40.000 cho ba túi như này nhá. Ba hộp. 40.000 cho ba hộp. Đấy, rất là tiện. 40.000 cho ba hộp rất là tiện luôn. Đấy. 40.000 cho ba hộp nhá. Đó, ba hộp. Đấy, rất là tiện các bạn. Kích thước của nó thì nó sẽ là 14 này. 14, 18 và 27. 14, 18 và 27 các bác nhá. 14, 18 và 27. 40.000 cho các ba cái túi đựng rau đựng thịt như này. Đấy, lên cho em là 40.000 ba hộp đựng rau thịt các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhá. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm nhá. Đấy, 15cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15cm nhá, kéo dài 15cm. 15cm như này, 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá.
lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy, các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo 20 nhá. Đây, con này thì nó sẽ là 21 sen này. Đấy, 21 sen như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này, cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 sen, 21 sen rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 sen, con này thì dài 21 sen. Đó thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, Thanh Lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo này thôi. Giá Thanh Lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này. Đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là, cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn cái thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhé, xoong nồi inox nhôm nhiếc đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành cho cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Các bác này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đấy, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác lắp kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo bên em ấy thì đảm bảo. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. To như ngón chân cái. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá. Về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000.
bao gồm cho các bác là hai cưa này, đấy, hai cái cưa như này, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này, đó, đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật hết nhá, đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này, một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không dỉ này, đấy, có kèm thêm một lò xo, đây, kéo cắt cành như này nhá, đấy, một con kéo cắt cành như này các bác này, đấy, một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent, đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá, đấy, made in Japan các bác này, đây, made in Japan nhá, đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000 cho 4 món, bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá, 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác, mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá, 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá, 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá, 4 món cưa kéo như này, giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 4416 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000, A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá, búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi, 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60k nhé, 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh tivi một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn, ổn định điện thế, phòng chống chập cháy. Sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này. Đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép, và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá, và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này, rất rộng luôn, nan kép đường kính 1 mét, tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này, sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này thôi nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới con to nhất này thì dung tích của nó là lên tới
1 lít 8 nhá, 1 lít 8 như này, cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1 lít 2. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm, rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy, nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Thế nào. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ 3 tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy hút nước rửa bát nhá. À, cái hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Chỉ cũng chỉ mấy chục nghìn đồng, nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, là gỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox, kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Các bác hãy tham khảo nó trong sổ hàng để trải nghiệm nhá. Mình cứ mua cái can 5 lít về, sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Em trở lên gọn gàng hơn đáng kể với chi phí chỉ mấy chục nghìn đồng, được lắp đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, không hoàn lỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox, kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm, đó là cái này sẽ lại không có vòi như Phương vậy. Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi. Giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết, trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1, 2, 3 tùy theo nhé. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3 đến 5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhé. Có 3 số này. Các bác có thể để mọi ngóc ngách đều được hết nhé. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhé. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhé. Đây, chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 mét nhé. Từ 15 đến 20 mét, hàng nội địa của Nhật nhé. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây. Nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân. Có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 con cân sức khỏe như này nhá. Lên cho em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây. Hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên trên là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng. Con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế, rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đây, đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000. Đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ, rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá. Và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok.
các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm được các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi thôi, sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm như này thôi nhá, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng nó rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng quá đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bạn. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá.
Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm Nano. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra, đó, để lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm, đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây điều khiển đồng hồ ở đây này, đó, chỉnh giờ đằng sau này. Rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Đây bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn thế này rồi. Các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Bên nhà các bác kết nối vào cho em. Đây, cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bát này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây chị em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm vào đây. Cái này thì mình cắm vào cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha, các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây. Đấy, và nó dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn, và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống, xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các nhá, tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá, lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Đấy.
sập nó vào này. Đó, có cái lẫy này các bác, sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Đấy. Và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2, 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy? 200 mấy đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Đến mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhá. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá. 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 35k, 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kia hộp lưỡi câu nhá, hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy.
Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu. Giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc, lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2 cm rưỡi nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô hàng inox như này nhá. Bộ ba tô hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên xem là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2 lít và con to nhất này của nó là gần 2 lít, 1.8 lít này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À, vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi, vật mũi các thứ các bác này. Đó, ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nhá. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá. Dung tích 1 lít. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V.
và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút cho được các bác này. Đấy, hút chưa? Đấy. Hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nhá. Hút rất là mạnh các bác này. Đấy, các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nhá. Lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Giá thì sẽ là con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé. Thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn. 20.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhé. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhé. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy. Thì các em bé hay bị hăm này, đấy, hăm nách, hăm háng đấy, thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này, thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhé, thuốc nam như này. Đấy, thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhé. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhé. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó, rất là, cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhé. Rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhé. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đây? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa nhá. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn, để co bối trĩ xa, bối trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bối trĩ, đấy làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá, lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. Yeah. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này.
lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh đây. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này, Singapore này, rồi USA các bác này, đây USA này, đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó, bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng, sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này.
Đấy, các bác không không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy, hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên xem là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò. Toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này rồi là các cái loại nấm này, đấy nói chung là mật ong này. Đó, là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đây, đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc. Đây, hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhé. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy, đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài, một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên, rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy. Hàng của Nhật và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là
60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt thế này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt thế này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bạn. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng, nên em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Nó là cái đũa sứ của Nhật này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. Của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này. Đấy. Khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi.
Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này. 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng, 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhé. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó, về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy. Các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy. Quay quay đeo quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá, túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này, túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật, dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi, 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước cũng biết đấy. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68 mm nhá, 68 mm. Đấy, 68 mm rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy. Mũ cối 1966 này. Đấy. Công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok không bị ngấm luôn nhá. Đấy. Múc nước ok không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có
130.000 thôi, 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá, dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho em là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100. Lên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy. Đầu cò, đầu kiếc, rồi đầu súng, đầu xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó. Súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãi lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đào hoa. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao, rồi nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k. 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy, con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1, 2, 3, 4, 5 ngăn. Có 1 ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20. Chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41, 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Khi các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy, giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10cm. Vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150.000, bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá, 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bác này. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây.
Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là, đây, cắm điện cho con xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy, các bác thấy không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây. Đây. Công suất của nó này các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho nó không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W. Rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à. Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn, con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bác. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá. Máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello, chào các bác nha. Các bác xem kênh và yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái quạt năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác lên cho em là quạt năng lượng mặt trời. Con này thì nó sẽ có pin tích và nó sẽ dùng là hai chức năng. Một là các bác dùng qua cái đốc sạc này cho em này, qua cái củ sạc này. Hai là các bác dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy. Dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là ok nhá. Thì em sẽ đo cả kích thước cả quạt cả pin cho các bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 900.000 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty. Cho nên là bên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên trong của nó là cái pin 18650 thì các bác có thể tích điện rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì em bảo hành cho các bác là 1 năm và bảo hành cho bác là thời gian mà mát liên tục nhá, thời gian chạy liên tục nhá. Khi mà các bác sạc đầy pin là từ 6 đến 8 tiếng, từ 6 đến 8 tiếng nhá. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước của quạt này. Lồng quạt sẽ là 36 nhá. Lồng quạt là 36 và chiều cao là gần 40. Đấy, và chiều rộng của cánh là 26, chiều rộng của cánh là 26. Đó, rất mát luôn các bác này. Đây, công tắc đây. Đấy, bật lên cho em này. Rất mát luôn nhá. Và con này nó sẽ là dòng có điều chỉnh chiết áp nhá, rất là mát luôn. Đấy, rất mát luôn. Có điều chỉnh chiết áp này. Và cánh của nó sẽ là dòng cánh thép nhá. Dòng cánh thép thì khi các bác dùng nó rất là bền bỉ đấy. Các bác xem em tắt rồi mà cái độ trớn của nó như này thì các bác yên tâm. Dòng của nó là cánh thép như này. Đấy, công tắc này. Ở đây thì sẽ có chân cho các bác là cắm chân sạc này của USB này, hoặc là các bác có thể cắm sạc trực tiếp này. Đấy, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Tấm pin năng lượng mặt trời đây. Cái tấm pin này của nó thì cái chiều dài của nó sẽ là 40 nhá. Chiều dài là 40 và chiều ngang là 35. Đấy, chiều dài 40, chiều ngang 35. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Có bo nhôm như này, có bo nhôm như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ cắm trực tiếp vào trong cái phần lỗ pin này cho em này. Cắm trực tiếp vào phần lỗ pin này mình sử dụng thôi. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, bật lên này. Rất tít luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó. Đây, rất mát luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái con sạc này nhá, một con sạc này. Đấy, nếu mà khi các bác nhận được hàng nhá, khi các bác nhận được hàng ấy mà ví dụ như con pin năng lượng mặt trời này mà nó hết pin mà các bác muốn test quạt thì các bác cứ cắm trực tiếp con này vào cho em, cắm điện 220 thì các bác sạc cho em nhá. Sạc đầy thì con này các bác sẽ sử dụng cho em trong vòng là từ 6 đến 8 tiếng bảo hành cho bác luôn. Đấy, lưới của nó rất là dày này, lưới dày chắc chắn và đai của nó là hàng đai cao cấp, đai xịn của trên thị trường hiện nay nhá. Đấy, và có thể tùy chỉnh như này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này các bác này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 900.000 các bác nhá, 900.000. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng mặt trời giá sẽ là 900k. Đó.
lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời nhá. Quạt năng lượng mặt trời này. Đây. Quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng nhá. Đấy, quạt năng lượng. Giá của nó sẽ là 900k nhá. 900k cho con quạt năng lượng mặt trời như này. Quạt năng lượng giá sẽ là 900.000. Đó. Quạt năng lượng tấm pin nhá. Quạt năng lượng tấm pin. Đấy. Tấm pin. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm. Giá sẽ là 900k nhá. Đấy, 900k. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm 900.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm rất hay, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là bên shop về một cái mã rất hay các bác. Đấy là cái mã này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là chuông cam nhá. Đấy, chuông cam thì nó có tắt bật ở đây các bác này, có tắt bật ở đây. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, các bác dùng thì các bác bật lên. Lên mã giúp cho em là chuông cam. Cái này thì các bác cứ treo vào móc chìa khóa cho em nhá, treo vào móc chìa khóa cho em. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là huýt sáo này. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, khi huýt sáo nó kêu thì là cái chìa khóa mà các bác để ở đâu thì nó kêu là nó sẽ có tiếng chuông lên và có đèn báo như này là mình sẽ biết các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là chuông cam nhá, giá thì sẽ là 25.000 trong cái chuông cam như này. Đấy, lên cho em là chuông cam này. Chuông cam, giá của nó sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 trong cái chuông cam. Đó thì con này nó có sẵn pin ở trong rồi. Các bác về các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đấy, huýt sáo là nó sẽ kêu thôi. Đấy, bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên huýt sáo là nó sẽ kêu đấy. Các bác bật nguồn lên cho em. Đấy, bật nguồn lên xong bấm cái nút này một lần cho đèn nó nháy nhá. Thì các bác huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy thì cái này nó sẽ là cái công tắc để các bác nhấp lần đầu tiên. Đó. Đấy, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó. Đó. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Lên cho em là chuông cam giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái chuông tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu các bác nhá, hộp lưỡi câu. Đấy, một hộp này của nó thì hàng của Nhật này. Một hộp này của nó sẽ là thép trắng không gỉ và một hộp này là hình như là 100 lưỡi các bạn, hình như là 100 lưỡi. Đấy, một hộp này nó vào khoảng là 100 lưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. 100 lưỡi và kích thước của nó thì nó sẽ là từ lưỡi 3 đến 12. Đấy, từ số 3 đến 12 nhá. Đấy, hộp 100 lưỡi từ số 3 đến số 12. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k thôi. 15k cho một hộp 100 lưỡi như này. Đấy, 15k cho một hộp 100 lưỡi như này, giá siêu rẻ cho bác luôn. Đấy, không đi đâu mà các bác mua được 15.000 cho một hộp 100 lưỡi câu như này đâu. Đấy. Hộp này không biết là, nói chung là em cũng không đếm đâu, thì nó vào khoảng là từ 60 đến 100 lưỡi nôm na là như thế nhá. Không nhiều bác về các bác đếm kỹ quá thì nó khó ra. Lên mã cho em là hộp lưỡi câu giá sẽ là 15.000 thôi. 15.000. Đấy, nó sẽ là từ 60 đến 100 lưỡi nhá, từ 60 đến 100. Đấy, chứ em không có đếm chính xác. Nhiều lúc về các bác thắc mắc nó ngại lắm tại vì cái giá nó quá rẻ rồi. 15.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Đấy, 15.000 các bác nhá. Lên cho em là lưỡi câu. Lưỡi câu giá sẽ là 15k. Đó, lưỡi câu giá sẽ là 15.000 các bác nhá. 15.000 cho hộp từ 60 đến 100 lưỡi. Số kích thước của nó thì sẽ là từ 3 đến 12 luôn. Đấy, từ 3 đến 12 các bác dân chuyên câu là các bác biết rồi. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cần câu đây ở đây thì nó ghi là 2m7 này. Cần câu 2m7. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Dài là 2m7, khá là dài luôn. Nói chung là con cần thì rất là gọn. Khi mà các bác sập vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân này các bác này. Đấy, con này dùng rất là thích luôn các bác theo. Đấy. Cần siêu mềm luôn nhá. Cần siêu mềm luôn, dùng rất là đã. Đó. Và nhấm vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân, 60 cm các nhá. Đó. Đây. Đấy, con này dùng rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cần câu Nhật bằng sợi carbon nhá. Đấy, nó sẽ là hàng bằng sợi carbon. Cho nên là dùng rất là đã luôn các bạn. Hàng bằng sợi carbon luôn. Các bác dùng thì chấm hết luôn các bạn, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cần câu Nhật nhá. Cần câu Nhật giá sẽ là 120k. 120k. Đấy, cần câu Nhật 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ led nhá. Đồng hồ led đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đế chân như này này. Và một con đồng hồ rất là to luôn. Con này thì to dài thoải mái cho bác sử dụng. Kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài là 22, chiều cao là 8 và cả chân thì vào khoảng là 10 cm. Đấy. Và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái cáp cắm này luôn.
sẽ có sẵn cái cáp cắm như này các bạn này. Đấy, cáp cắm như này thì các bác chỉ cần là cắm vào cái chân này cho em này. Đấy, cắm vào cái chân này cho em, sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB nhà mình. Đấy, các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình nhá. Đây là cái chân của nó này. Đấy, cái chân của nó đây. Về nhà các bác là cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em là xong. Đó, đây. Các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Là nó sẽ lên đèn con này. Đấy, đây. Rất là rõ luôn các nhá, rất là rõ luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi thời gian. Đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái nút điều khiển ở đây nhá. Có nút điều khiển ở đây cho các bác sử dụng luôn. Đó. Set up cài đặt cho các bác đầy đủ luôn nhá. Đấy. Ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nhìn rất là rõ luôn nhá. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang đây, nhiệt độ của nó đang là 31 độ C này. Đấy, độ ẩm này. Đấy, ngày giờ nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED to nhá, đồng hồ LED to, loại này loại to luôn. Đồng hồ LED to giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ LED to như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Ngoài các bác dùng bình thường, các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, dùng làm đèn ngủ rồi báo thức các thứ đầy đủ luôn, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm. Đồng hồ LED to 110k nhá, 110.000 cho con đồng hồ LED to như này. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay cà phê 25.000 cho một chiếc này nhá. 25.000 cho một chiếc khay cà phê này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng rất đẹp và giá rất hợp lý các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Đấy. Bộ máy khoan mini chạy bằng pin. Đấy, sẽ bao gồm một máy khoan như này. Đấy, một máy khoan. Đấy, một máy khoan như này. Có đảo chiều nhá và có thể là xoay từ hình khẩu súng sang cái hình thẳng như này được. Tiện không? Đấy, rất tiện luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít ngắn này. Đấy, 30 đầu vít ngắn này. Kèm thêm cho các bác là rất là nhiều chi tiết khác đi kèm nữa. Đấy, rất là nhiều các cái chi tiết khác đi kèm. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy, đầu khẩu, đầu vít này, tay nối dài này, đầu mũi khoan này. Đấy, rất nhiều chi tiết luôn nhá. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đấy, khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cho cái hộp khoan mini này. Tiện ích luôn. 180k. Lên cho em là khoan mini. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k. Rồi, ok.